Linh Chi đăng ảnh những đôi với Lâm Vinh Hải. Người đẹp không quan tâm đến những chỉ trích giật chồng khi tiết lộ món quà mới trên trang cá nhân. Đêm ngày 1 tháng 2, Linh Chi khoe ảnh chụp những đôi lên tài khoản Instagram với lời chú thích cảm ơn, kèm theo biểu tượng trái tim. Không ít khán giả cho rằng đây chính là cặp nhẫn mà cô và bạn trai Lâm Vinh Hải mới tặng cho nhau. Trái ngược với tâm trạng hạnh phúc của Linh Chi, cộng đồng mạng lại bức xúc và có những lời chỉ trích cô đã cướp chồng, phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Trước phản ứng tiêu cực của khán giả, Linh Chi vẫn bình tĩnh đối mặt. Cô viết, phải luôn ghi nhớ, không cạnh tranh với tất cả mọi người, không ghen tị với người khác, không than vãn và tự thương hại bản thân. Không hành động như thể mọi việc đều tốt đẹp, trong khi thực tế không phải như vậy. Kế tiếp, không giữ mãi những hàng học, không đổ lỗi cho người khác về rắc rối của mình, không cố gắng làm vừa lòng tất cả mọi người, không kéo mình xuống vị trí ngang bằng với người khác, và điều cuối cùng, không lãng phí thời gian giải thích bản thân cho người khác. Từ khi bị vợ cũ của Vũ Công Lâm Vinh Hải tố là kẻ thứ ba, Linh Chi phải hứng chịu luồng dư luận ác ý. Dù vậy, cô cố gắng bỏ qua lùm xùm để tập trung vào việc tập kịch và điều hành kinh doanh nhà hàng. Cô cũng được bạn trai Lâm Vinh Hải động viên trong giai đoạn khó khăn này. Linh Chi công khai chuyện tình cảm với Lâm Vinh Hải vào giữa tháng 2. Tuy nhiên ngay sau đó, vợ cũ của Nam Vũ Công đã lên trang cá nhân tố rằng cả hai cặp kè với nhau từ lúc Lâm Vinh Hải vẫn chưa ly dị. Trong thời gian đóng chung phim điện ảnh Găng Tay Đỏ cách đây hơn nửa năm, hai người đã có mối quan hệ gần gũi, chứ không phải mới yêu nhau một tháng như lời tuyên bố của Lâm Vinh Hải trên mặt báo. Khi phát hiện ra vụ ngoại tình, vợ Lâm Vinh Hải đã quyết định ly hôn chồng sau 11 năm gắn bó. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!